Từ vựng chương 3 bài 2 ngày Halloween trang 72. Hóa trang means to dress up, make up, for instance, for Halloween. Phù thủy means witch or wizard. Lễ các thánh means All Saints Day. Sự an toàn means safety. Mặt nạ means mask. Hóa trang, again. Hóa trang means to dress up or make up for Halloween. Kyla sẽ hóa trang thành con thỏ con cho ngày lễ Halloween này. That means Kyla will dress up as a little bunny for this Halloween. Phù thủy, again, phù thủy, which means witch or wizard. Kiana rất thích đọc truyện cổ tích nói về phù thủy. That means Kiana loves to read fairy tales that mention witches. Lễ các thánh, again, lễ các thánh, which means All Saints Day. Lễ các thánh vinh danh tất cả thánh vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, which means All Saints Day is a day to honor all the saints on the first day of November yearly. Sự an toàn, again, sự an toàn, which means safety. Mẹ em hay dặn em sự an toàn là trên hết khi đi xin kẹo, which means my mother reminds me safety first when going to trick or treating. Mặt nạ, again, mặt nạ means mask. Max đeo mặt nạ khi đi xin kẹo với bạn. That means Max wears a mask to go trick-or-treating with his friends.